Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 581 phách lối một cách ngang ngược Sở Bắc lạnh nhạt cười nói có muốn cược không? Thôi Vân nhíu mày, cược cái gì? Sở Bắc nói, cược tập đoàn bác giã sẽ ngừng mọi hợp tác với các người trong vòng 10 phút Nếu các anh thua thì cút ra khỏi Tân Hải Nghe thế Thôi Vân bật cười Đúng là nực cười, cậu nghĩ mình là ai? Tổng giám đốc tập đoàn bác giã sao? Ông đây nói thật cho cậu biết, tập đoàn thôi thì sắp ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Bắc Giã rồi, chỉ cần hợp đồng có hiệu lực, nhà họ thôi sẽ tiến lên một bước trở thành gia tộc đứng đầu ở thành phố Tân Hải. Gã không để ý sau khi sở Bắc vừa nói xong, sắc mặt thôi viễn sơn lại thay đổi, trở nên u ám. Audio điện tử võ tấn bền Nghe thế sở bác khẽ cười lắc đầu. Cực như thế, có dám cực không? Ánh mắt thôi vân hiện lên vẻ cười nhạo khi nghe sở bác nói thế nếu cậu thua thì sao? Sở Bắc cười, chậm rãi nói. Mặc các người xử lý. Nghe Sở Bắc nói thế, ánh mắt thôi vân lóe lên tia sáng. Gã chỉ vào Long Tam nói, nếu hắn ngăn lại thì sao? Sở Bắc khẽ lắc đầu. Anh yên tâm, chỉ cần anh có thể thắng tôi, tôi có thể đảm bảo với anh người của Long Hổ Môn chắc chắn sẽ đứng ngoài nhìn. Nghe thế thôi Vân mừng rỡ. Vậy được, ván cược này, tôi... Thế nhưng gã vừa nói hết câu một giọng nói nghiêm nghị vang lên. "Làm càn. Người nói là Thôi Viễn Sơn, chỉ thấy Thôi Viễn Sơn sầm mặt đi đến trước mặt Thôi Vân. "Tiểu Vân, chưa được tôi đồng ý cậu đã tự ý cược với cậu ta, cậu còn xem người gia chủ là tôi đây ra gì không?" Thôi Vân đổi sắc. Lúc này gã mới phản ứng lại. Gã chỉ là một tổng giám đốc của công ty bảo vệ nhà họ thôi, người có quyền lên tiếng thật sự không phải gã mà là Thôi Viễn Sơn." lúc này nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Thôi Viễn Sơn, gã cười xấu hổ. Ông cụ, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Thôi Viễn Sơn xua tay, lạnh nhạt nói, được rồi, đừng nói gì nữa, phụ cược này tôi chơi với cậu ta. chương 582 giả thần giả quỷ. Được rồi, vậy bắt đầu tính giờ từ bây giờ, tôi muốn xem thử cậu có khả năng bảo tập đoàn bác giã ngừng hợp tác với bọn tôi không? Nói rồi thôi Viễn Sơn ngồi xuống ở một bên. Long Tam, ông sang đây. Lúc này sở bắc bỗng gọi Long Tam đến. Long Tam sửng sốt, vội đi về phía sở bắc. Cậu sở, đi đến trước mặt sở bắc, gã cung kính đáp. Gã đã từng tự mình chứng kiến năng lực của sở bắc, tuyệt vọng và sợ hãi đó vẫn còn là ký ức mới mẻ với gã. Thế nên gã không dám thất lễ trước mặt sở bắc. Đến gần một chút, đứng xa như thế sao tôi nói chuyện được. Nghe vậy Long Tam nhanh chóng đến gần sở bắc hơn sau đó sở bắc nói nhỏ bên tai long tam dặn dò vài câu sự ngông cuồng của long tam thay đổi đến cùng trong mắt gã chỉ còn lại kinh ngạc cậu sở như thế được sao long tam do dự hỏi anh không cần quan tâm anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được sở bắc chỉ thờ ơ đáp lại ngờ vực của long tam thấy sở bắc nói như thế long tam chỉ có thể gật đầu kìm nén thắc mắc trong lòng xuống đi ra khỏi phòng viết hư giả thân giả quỷ. Thấy Long Tam ra khỏi phòng VIP, Thôi Vân ở một bên cười nhạo cũng không ngăn lại. Gã không sợ Long Tam chạy mất, thật ra nếu Long Tam nhân cơ hội này chạy thì ngược lại gã sẽ cảm thấy cực kỳ vui. Vì chỉ cần Long Tam đi rồi, những người còn lại của Long Hổ môn sẽ trở thành một đám hỗn loạn, không cần phải sợ. Khác với những gì gã nghĩ, khi Thôi Hạo nhìn thấy Long Tam ra khỏi phòng VIP, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn ta do dự đi đến trước mặt Thôi Viễn Sơn, Nhỏ giọng nói: "Ông nội, chắc chắn tên mù này vừa nói gì đó với Long Tam sẽ không có vấn đề gì chứ?" Thôi Viễn Sơn lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tự tin. "Cháu yên tâm, nếu là chuyện khác thì ông vẫn không dám đảm bảo, nhưng chỉ riêng chuyện này, ông có thể chắc chắn nói với cháu rằng người thắng là chúng ta." Nghe Thôi Viễn Sơn nói, Thôi Hạo hơi yên tâm một chút, nỗi lo lắng cũng không còn nữa. Chương 583: Nếu như thế thì tôi chống mắt lên xem vì vừa rồi sở bác nói cho gã một số điện thoại, còn nói với gã liên lạc với số điện thoại này, chỉ cần nói tên và ý muốn của anh, đối phương chắc chắn sẽ biết làm thế nào. Long Tam cũng gọi đến số điện thoại lên màn hình, khiến gã bất ngờ là thân phận của người nhận điện thoại. Nghĩ đến thân phận của người kia, gã nhìn mấy người nhà họ thôi, trong lòng cảm thấy thương hại đối phương. Các cậu đối đầu với ai không tốt à, cứ phải gây chuyện với cậu sở, từ sau hôm nay e là nhà họ thôi cũng không còn chỗ đứng ở thành phố Tân Hải nữa rồi. Long Tam thầm nghĩ, cứ thế 5 phút trôi qua vẫn không có động tính gì. Thôi Hạo không còn lo lắng gì nữa, ngược lại cảm thấy có chỗ dựa nên không cần sợ nữa. Hắn ta khiêu khích nhìn sở bắc, đắc ý nói, đã 5 phút rồi, anh vẫn nên nhận thua đi, như thế tôi có thể khiến anh chết thoải mái một chút. Nghe Thôi Hạo nói thế, sở bắc lạnh nhạt cười lắc đầu. Chưa đến 10 phút mà, gấp cái gì. Thấy bộ dạng bình tĩnh như thường của sở bắc, ánh mắt thôi hạo lộ ra vẻ thù hận. Hừ, mày cứ mạnh miệng đi, lát nữa đến lúc mày khóc đấy. Sở bắc thờ ơ cười không nói gì. Cứ thế ba phút nữa trôi qua, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Thôi viễn sơn nãy giờ ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên đứng lên. Gã lạnh nhạt cười nhìn sở bắc. Xem ra vận may của tôi tốt hơn, ván cược của chúng ta cuối cùng vẫn là tôi thắng nghe thế sở bắc lắc đầu. Vẫn còn một phút nữa, chưa đến giây cuối cùng mà giờ lại nói thắng thua e là vẫn còn quá sớm nhỉ. Nghe sở bắc nói thế, Thôi Viễn Sơn vẫn không tức giận mà bật cười nói, lẽ nào cậu vẫn nghĩ ở phút cuối cùng có thể xuất hiện kỳ tích gì sao? Sở bắc gật đầu. Hôm nay là ngày tốt, tôi tin chắc sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thôi Viễn Sơn bật cười nói, nếu như thế thì tôi chống mắt lên xem. Thôi Hảo ở một bên vốn muốn chế diễu sở bắc vài câu nhưng bị Thôi Viễn Sơn ngăn lại. chương 584 trong mắt họ đầy vẻ không thể tin được. Xếp dư, sao cậu lại đến đây? Thôi Viễn Sơn nở nụ cười nịnh nọt chủ động bước đến chỗ một người đàn ông trung niên đeo kính đứng đầu rồi giơ tay ra. Người đàn ông trung niên tên là Dư Hướng Quân, là phó tổng giám đốc tập đoàn Bắc Giã, trong tay nắm giữ quyền lực lớn nhất lúc đầu ông ta bước lên chiếc thuyền tập đoàn bắc giã này đã từng không ít lần riêng tư mời dư hướng quân ăn cơm hơn nữa để mở rộng mối quan hệ ông ta đã tiêu tốn không ít tiền cho dư hướng quân mới khiến đối phương đồng ý hợp tác với tập đoàn thôi thị cũng chính vì nguyên nhân này mà vừa rồi ông ta mới không hề do dự đồng ý yêu cầu cá cược với sở bắc vì ông ta nghĩ ông ta có chỗ dựa vững chắc là dư hướng quân ở tập đoàn bắc giã không cần phải sợ sở bắc Thế nhưng ông ta không ngờ dư hướng quân lại tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt với sự nhiệt tình của mình. Chỉ thấy dư hướng quân không chỉ không bắt tay với mình mà ngược lại chắp hai tay ra sau lưng. Câu nói tiếp theo của dư hướng quân khiến nụ cười trên môi ông ta trở nên cứng đờ. Xếp thôi, ông đang làm gì thế? Hình như tôi không quen với ông mà nhỉ. Nghe dư hướng quân nói thế, sắc mặt thôi viễn sơn thay đổi. Xếp, xếp dư, cậu nói cái gì? Tôi không hiểu ý của cậu. Thôi Viễn Sơn thấp thỏm hỏi. Lẽ nào lời tôi nói vẫn không thể hiểu được sao? Dư hướng quân lạnh nhạt cười nói, vậy tôi nói lại lần nữa, ông nghe cho rõ đây, dư hướng quân tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Bắc giá, không có bất kỳ quan hệ gì với Thôi Viễn Sơn ông cả, bây giờ ông nghe hiểu rồi chứ? Lời của dư hướng quân cứ như một con dao mũi nhọn đâm thẳng vào tim Thôi Viễn Sơn. Ông ta ngơ ngác nhìn dư hướng quân, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được ông ta không ngờ dư hướng quân ban đầu còn xưng anh gọi em nói ông ta, hôm nay lại như biến thành người khác thế mà lại nói được mấy lời này. Đúng lúc này thôi hạo ở một bên không nhìn nổi nữa, bước lên trước, sầm mặt nhìn dư hướng quân. Xếp dư, những lời ông vừa nói là sao? Ông nói lại một lần nữa với tôi được không? Thôi hạo sầm mặt nhìn dư hướng quân hỏi. Nghe thôi hạo nói thế, sắc mặt dư hướng quân trở nên u ám. Những lời tôi vừa nói vẫn chưa đủ để hiểu sao không gì không thể nói hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn thông báo với các cậu thông báo thôi hạo lo lắng đột nhiên lại có cảm giác không lành hắn ta đè nén sự bất an trong lòng mình hỏi chuyện gì dư hướng quân hít sâu một hơi trầm giọng nói bắt đầu từ bây giờ hợp tác giữa tập đoàn bắc giã và tập đoàn thôi thị chính thức bị hủy bỏ nghe dư hướng quân nói thế không chỉ thôi hạo mà hầu như mọi người đều trợn to mắt chương 585, không có gì không ổn cả. Phải biết Dư Hướng Quân là phó tổng giám đốc tập đoàn Bắc Giã. Mặc dù chỉ là phó tổng giám đốc nhưng quyền lực trong tay không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được. Họ không ngờ sở Bắc lại có thể lặng lẽ chi phối ý tứ của Dư Hướng Bắc. Thôi Viễn Sơn trợn to mắt, không thể tin nhìn Dư Hướng Quân hỏi, xếp Dư, chúng ta đã bàn bạc xong chuyện hai bên hợp tác vào trước đó rồi, bây giờ cậu lật lọng e là không ổn nhỉ không có gì không ổn cả. Sư Hương Quân lắc đầu nói, trước khi ký hợp đồng, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác giữa chúng ta, ngoài ra tôi phải nói rõ một điều với ông, hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho các ông chứ không phải nghe các ông chất vấn. Nghe Dư Hướng Quân nói thế, sắc mặt Thôi Viễn Sơn trở nên khó coi. Thôi Hạo ở một bên tức giận hỏi, xếp sư, ông lấy được nhiều lợi ích từ nhà họ thôi như thế rồi, bây giờ lại muốn nuốt lời, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Gương mặt vốn dĩ lạnh nhạt của dư hướng quân lập tức đổi sắc khi nghe Thôi Hảo nói thế. Thôi Hảo, cậu đừng ngậm máu phun người, tôi nhận lợi ích từ nhà họ thôi các cậu bao giờ, tôi lại không biết đấy. Nhưng mặc dù ngoài mặt ông ta nói thế nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ. Vì Thôi Hảo nói không sai, đúng là ông ta có nhận lợi ích từ nhà họ thôi. Hơn nữa lúc đầu ông ta cũng đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác với tập đoàn bác giã cho nhà họ thôi. Nhưng bây giờ nhà họ thôi đắc tội với người không nên đắc tội, dù ông ta có muốn nói giúp nhà họ thôi cũng không được. Bây giờ điều duy nhất ông ta nghĩ đến là xóa sạch mọi quan hệ với nhà họ thôi. Nhưng ông ta không ngờ thôi hạo lại chất vấn ông ta trước mặt mọi người như vậy. Hừ, họ dư kia, ông đây đã lường trước ông chẳng phải là người tốt lành gì, cũng may ban đầu ông đây giữ lại một chiêu, nếu không hôm nay đã bị ông dở trò thật rồi. Thôi hạo cười mỉa một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra lật tìm một đoạn video trong điện thoại mở ra cho mọi người xem. Trong video chính là cảnh Thôi Viễn Sơn mời Dư Hướng Quân ăn cơm, hơn nữa trong lúc ăn cơm, Thôi Viễn Sơn còn nhét không ít tiền cho Dư Hướng Quân. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dư Hướng Quân run rẩy sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau đó ông ta quay phát người lại quỳ xuống trước mặt một thanh niên ở đằng sau ông ta trong ánh mắt hoảng hốt. Xếp tổng, tôi sai rồi, tôi cũng nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy xin cậu tha cho tôi một lần, sau này tôi không dám nữa. Thấy thế mọi người đều sững sờ. Ngay cả mấy người Thôi Hạo và Thôi Viễn Sơn cũng khó hiểu nhìn Dư Hướng Quân, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dư Hướng Quân không phải là phó tổng giám đốc tập đoàn Bắc Giã sao? Nhưng tại sao bây giờ ông ta lại cầu xin tha với một thanh niên trông có vẻ trẻ hơn ông ta rất nhiều? Hơn nữa ông ta còn gọi thanh niên đó là xếp tổng lẽ nào thanh niên trước mặt này là tổng giám đốc tập đoàn Bắc Giã sao? Nhưng làm sao có thể? Chương 586, con sâu làm giàu nồi canh ta, chết cũng đáng. Con sâu làm giàu nồi canh ta, chết cũng đáng. Người thanh ta niên lạnh lùng nói, không hề có ý nhân nhượng. Thôi Viễn Sơn và Thôi Vân thấy thế thì đều ngẩn ra. Đường đường là phó tổng của tập đoàn Bắc Giã mà lại phải quỳ dưới chân người thanh ta niên này, hơn nữa ông ta còn gọi cậu thanh ta niên ấy là tổng giám đốc. Nghĩ tới đây, nhóm Thôi Viễn Sơn đều nhăn mặt. Thôi Viễn Sơn thấp thỏm nhìn người thanh ta niên ấy rồi hỏi, cậu cậu là? Cùng lúc đó, trong lòng ông ta chợt dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Hiện giờ, dù ông ta có rốt đến mấy thì cũng đã biết cậu thanh ta niên này có thân phận không đơn giản. Nếu không, dư hướng quân đã chẳng quỳ xuống cầu xin anh ta như vậy. Ngoài ra, dư hướng quân còn gọi anh ta là chủ tịch hình như thân phận của người thanh ta niên này rất cao thôi viễn sơn hỏi như vậy là vì vẫn ôm một mộng tưởng may mắn ông ta mong cậu thanh ta niên này không có quan hệ quá lớn với tập đoàn bắc giã xong câu trả lời của anh ta đã đập tan hy vọng của thôi viễn sơn anh ta cười lạnh nói tôi là thanh phong bây giờ chắc ông biết thân phận của tôi rồi chứ cái gì thanh phong nghe người thanh niên nói vậy nhóm thôi viễn sơn lập tức biến sắc mặt mặt ai cũng tái nhợt tập đoàn bắc giã có thế lực rất mạnh ở tân hải dù họ chưa từng gặp lãnh đạo của tập đoàn này bao giờ nhưng họ đã từng nghe đến tên của tổng giám đốc là thanh phong lúc này nhóm thôi viễn sơn đều thấy tuyệt vọng thôi viễn sơn nhìn thanh phong với vẻ sợ hãi khác với những người khác trong nhà họ thôi ông ta hiểu rõ về thân phận của thanh phong hơn có tin đồn rằng thanh phong là cấp dưới của thần tướng trấn quốc mà đó chính là người đang chống lưng cho tập đoàn này. Thôi Viễn Sơn nghĩ đủ mọi cách để thúc đẩy hợp tác giữa nhà họ Thôi và tập đoàn Bắc Giã với mục đích lớn nhất là nhờ tập đoàn này để kết nối với thần tướng Trân Quốc. chương 587, là cậu dở trò đúng không? Chưa từng đắc tội ư? Nghe thấy thế, Thanh Phong bật cười. Các người ngang nhiên đút lót lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tôi, vậy mà ông còn dám nói là không đắc tội với chúng tôi à? Đi theo sở Bắc đã lâu, Thanh Phong biết rõ điều anh ghét nhất là người của mình công tư không phân minh, nhất là chuyện nhận hối lộ thì càng cấm kỵ. Hành vi của dư hướng quân rõ ràng đã chạm tới giới hạn của Sở Bắc và cả tập đoàn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nhà họ thôi có mắt như mù, đã đắc tội với Sở Bắc. Ngay từ khi Thôi Viễn Sơn gây chuyện với Sở Bắc, vận mệnh của nhà họ thôi đã sang một trang mới rồi. Thôi Viễn Sơn tái mặt, định phản bác nhưng dư hướng quân đã thừa nhận mất rồi. Dù bây giờ, ông ta có biện minh cho mình thì chắc chắn Thanh Phong cũng không tin nữa. Nghĩ vậy, ông ta càng có vẻ chán nản hơn. Ông ta nhìn Thanh Phong rồi cắn răng hỏi, lẽ nào chúng ta không còn cơ hội cứu vãn nào nữa sao? Thanh Phong thở ơ gật đầu với vẻ châm chọc. Đến nước này rồi mà ông vẫn không biết nhà họ thôi mình đã phạm phải một sai lầm ngu dốt đến mức nào ư? Sai lầm ngu dốt. Nghe xong, thôi viễn sơn trượt ngẩn ra. Ngay sau đó, ông ta như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng ngoảnh về phía sở bắc rồi tỏ vẻ khó tin là cậu dở trò đúng không lúc này nhờ lời nhắc của thanh phong ông ta mới nhớ ra việc mình vừa cá cược với sở bắc sở bắc từng nói tập đoàn bắc giã sẽ hủy việc hợp tác với ông ta nhưng ông ta không tin bây giờ sau khi mọi thứ diễn ra trước mặt thôi viễn sơn có muốn không tin cũng không được cùng lúc đó ông ta hiểu ra tất cả mọi chuyện là do sở bắc sở bắc thản nhiên mỉm cười Tôi đã nói rồi, tập đoàn bác giã sẽ không hợp tác với nhà ông đâu, giờ thì ông tin chưa? Nghe sở bác nói vậy, Thôi Viễn Sơn cảm thấy mắt mình nóng ran. mươi 588, nhà họ Thôi định ăn quyệt à. Đúng lúc này, sở bác chợt lên tiếng. Sao thế, gia chủ Thôi định cứ thế bỏ đi à? Thôi Viễn Sơn hơi biến sắc mặt, ông ta sầm mặt nhìn sở bác rồi hừ lạnh một tiếng. Cậu còn muốn gì nữa? Lẽ nào cậu định giữ chúng tôi lại hay sao? sở bắc hờ hững lắc đầu rồi nói tôi không có một chút hứng thú nào với nhà ông cả nhưng tôi đã thắng rồi hình như nhà ông nên thực hiện giao ước đi chứ giao ước thôi viễn sơn biến sắc mặt bây giờ ông ta mới nhớ ra chuyện đó theo giao ước thì nếu ông ta thua thì sẽ phải rời khỏi tân hải ông ta đồng ý điều kiện này của sở bắc là vì nghĩ mình sẽ thắng chắc ai ngờ đâu kết quả lại không được như mong muốn nhưng dù thế nào thì ông ta cũng không thể thực hiện giao ước này được. Vì gốc rễ của nhà họ thôi ở Tân Hải, ông ta không cho phép nhà mình rời khỏi đây. Bởi một khi đi thì thực lực của họ sẽ bị giảm mạnh, hơn nữa cũng không còn danh tiếng gì nữa, đây là điều mà ông ta không muốn thấy. Nghĩ vậy, Thôi Viễn Sơn hít sâu một hơi rồi nói, nếu cậu đổi yêu cầu khác thì tôi có thể đồng ý, chứ bắt tôi rời khỏi Tân Hải thì không. Thôi Hạo và Thôi Vân cũng nhìn sở bác với vẻ khó chịu hết mức có thể. Nghe thấy thế, giọng nói của sở bắc chợt lạnh hẳn đi. Nhà họ thôi định ăn quyệt à. Thôi viễn sơn giật khóe miệng. Ông ta là một người đức cao vọng trọng ở Tân Hải nên rất quan trọng danh tiếng. Nhưng hôm nay, ông ta không thể thực hiện giao kèo được. Vì gốc rễ của nhà họ thôi đều ở Tân Hải nên nếu nhà họ rời khỏi đây chắc chắn sẽ nhận phải một cú đả kích nặng nề. Thôi Viễn Sơn thoáng do dự rồi nói, cậu đổi yêu cầu khác đi thì tôi sẽ thực hiện ngay, nhưng riêng chuyện đó thì tôi không thể đồng ý được, thậm chí cả nhà họ thôi cũng sẽ không đồng ý. Nghe thấy thế, Sở Bắc cười lạnh một tiếng. Dám chơi thì phải dám chịu, nếu ông định chơi ăn gian thì đừng trách tôi là ác. Dứt lời, Sở Bắc nói với Thanh Phong, sau hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy nhà họ thôi ở Tân Hải nữa. Chương 589, mẹ kiếp, ông chán sống rồi hả? Nội trong ngày hôm nay, các người phải rời khỏi Tân Hải, không thì tự lo lấy thân đi dứt lời, anh ta cũng quay người bỏ đi luôn. Còn dư hướng quân đang quỳ dưới đất thì từ đầu đến cuối, không dám ngẩng đầu lên nhìn đến một lần. Thôi viễn sơn xa sầm mặt, ông ta nghiến răng nhìn dư hướng quân đang thất thân quỳ dưới đất rồi hỏi, phó tổng giám đốc dư, chuyện này là sao? Sao chăng cái gì? Dư hướng quân đứng dậy, sau đó ngẩng lên nhìn rồi gào vào mặt thôi viễn sơn. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn biết đang có chuyện gì đây. Thôi Viễn Sơn, nhà họ Thôi ông hại chết tôi rồi. Nói rồi, dư hướng quân định xông lên đánh Thôi Viễn Sơn. Xong, ông ta chưa kịp lại gần thì đã bị vệ sĩ của Thôi Viễn Sơn xử lý. Dư hướng quân, ông điên mẹ nó rồi hả? Thôi Hạo thấy thế thì ngạc nhiên rồi vội vàng lao tới, sau đó tát cho dư hướng quân một cái. Hứng chọn một cái tát vào mặt, nhưng dư hướng quân không hề thấy đau, trái lại còn bật cười ha ha. Ha ha, Thôi Hảo, chúng mày hại tao rồi thì cứ chờ đấy, nhà chúng mày sẽ gặp quả báo sớm thôi. Dư hướng quân bật cười như đã phát điên. Nghe thấy thế, thôi hạo lập tức nổi điên. Mẹ kiếp, ông chán sống rồi hả? Hắn ta gào lên rồi lại xông tới đánh dư hướng quân, nhưng đã bị thôi viễn sơn cản lại. Ông ơi, ông đừng cản cháu, hôm nay cháu phải cho lão già chết tiệt này một bài học nhớ đời. Ông ta dám rủa nhà mình, cháu không thể bỏ qua được. Chát! Xong, Thôi Hạo vừa nói dứt câu thì đã bị Thôi Viễn Sơn tát cho một cái. Hắn ta xứng người rồi ôm mặt, sau đó nhìn Thôi Viễn Sơn với vẻ khó tin và tủi thân. Ông, sao ông lại đánh cháu? Trong ấn tượng của Thôi Hạo, từ nhỏ đến lớn, Thôi Viễn Sơn chưa bao giờ đánh hắn ta. Vậy mà hôm nay, Thôi Viễn Sơn lại đánh hắn ta trước mặt bao người. Mày là thằng nghịch tử, tất cả là họa do mày gây ra, nếu không tại mày thì nhà họ thôi đâu có chọc vào các nhân vật lớn đó vô hình chung Thôi Viễn Sơn đã quy hết mọi trách nhiệm cho Thôi Hạo. Nghe thấy thế, Thôi Hạo chợt xứng người. Ngay sau đó, hắn ta sụt xịt nói, ông ơi, chuyện này là do thư ký tôn nói cho cháy, anh ta bảo ở đây có người bất kính với nhà mình nên cháu mới tới mà. Thư ký tôn, chương 590 cậu sở đó rốt cuộc có thân phận thế nào? Tôi không muốn nghe cậu giải thích, nếu hôm nay nhà tôi không qua được kiếp nạn này thì cậu biết hậu quả là gì rồi đấy. Sứt lời, ông ta không cho tôn duyệt cơ hội lên tiếng mà bảo thôi vân cũng đang nhăn nhó đưa tôn duyệt đi xong xuôi thôi viễn sơn lại nhìn sang long tam đang nhàn nhã ngồi xem một bên ông ta hít sâu một hơi rồi tỏ vẻ cầu xin long tam xin cậu hãy nói thật cho tôi biết cậu sở đó rốt cuộc có thân phận thế nào long tam nghe xong thì trầm mặc lắc đầu gia chủ thôi không phải tôi không muốn nói mà là không được phép tôi đã nhắc ông từ đầu rồi cậu sở là người mà chúng ta không được đắc tội giờ ông tự cầu phúc đi long tam nói xong thì im lặng mặc kệ thôi viễn sơn có hỏi dò thế nào thì gã cũng không tiết lộ nửa lời thôi viễn sơn vô cùng căm phẫn nhưng cũng không biết phải làm sao chỉ đành hừ lạnh một tiếng chúng ta đi suốt lời ông ta dẫn người nhà họ thôi rời đi trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại long tam và người của long hổ môn cùng ngô lương thấy tất cả mọi người bỏ đi rồi Ngô Lương mới rẻ dặt nhìn Long Tam. Anh Long, tôi. Vì quá căng thẳng nên ông ta lắp bắp mãi không nói nên lời. Long Tam thấy thế thì xua tay. Được rồi, coi như ông may mắn, cậu sở đã tha thứ cho ông rồi. Chuyện này xong, nhưng sau này nếu ông dám tái phạm thì tôi không cứu được nữa đâu. Nghe thấy thế, Ngô Lương mừng rỡ, vội vàng vỗ vực thể thốt. Anh Long yên tâm, tôi biết mình phải làm gì rồi, nếu anh sở có tới thì tôi sẽ đích thân ra đón tiếp, không dám lơ là. Đùa nhau chắc, chỉ với dăm ba câu đơn giản mà sở bắc đã có thể khiến một gia tộc tầm cơ như nhà họ thôi phải gục tại chỗ, thì sao một nhân vật nhỏ bé như ông ta dám chọc giận được? Hơn nữa, ông ta còn phát hiện chắc chắn sở bắc và tập đoàn sở bắc có mối quan hệ mật thiết nào đó. Riêng điểm này đủ khiến ông ta phải nịnh bợ anh rồi. Nếu không, chẳng may chọc giận anh thì ông ta chết lúc nào không hay mất. Ừm, chuyện hôm nay đến đây là xong, đi thôi." Long Tam hờ hững nói, sau đó dẫn người của Long Hổ Môn rời đi. Còn nhà họ Thôi có trả thù Long Hổ Môn hay không thì gã không hề lo. Vì từ tình hình ban nãy có thể thấy, chắc chắn Sở Bắc sẽ không bỏ qua cho nhà họ. Nhà họ Thôi có mạnh đến mấy thì cũng không đọ lại với tập đoàn Bắc giã được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 591 đến chính cô cũng bị thương vì ngăn cản họ. Một cô gái thước tha mắt ngọc mày ngài đang đứng đối diện với đám thanh niên bặm trợn ấy. Đó chính là Lạc Tuyết. Lúc này, cô nhìn đám đó mà mắt đã rưng rưng. Sau khi Sở Bắc rời đi, một mình cô đang dọn dẹp ở cửa hàng thì một lát sau, Dương Ân đã tới. Cậu ta không đi một mình mà còn kéo thêm năm, sáu người thanh niên khác nữa. Bọn họ vừa vào đã chỉ trỏ khắp nơi, thậm chí có người còn cố ý làm hỏng không ít đồ chơi trong quán lạc tuyết vội ngăn cản nhưng không ngờ đám đó chẳng những không dừng tay mà còn hung hăng hơn tiếp tục đập phá đồ trong quán không lâu sau cả cửa hàng đã bị họ quậy tanh bành đồ chơi mà lạc tuyết vừa mua cũng bị làm hỏng hết đến chính cô cũng bị thương vì ngăn cản họ cô định gọi cho sở bắc rồi nhưng không ngờ vừa lấy điện thoại ra đã bị một người thanh niên xông tới rồi giật mất sau đó hắn ném máy cô xuống đất vỡ tan lạc tuyết vừa tức vừa sợ nhưng vẫn cố kiềm chế nỗi sợ hãi để lý sự với họ. Rõ ràng đám này đến đây gây sự để bắt cô trả tiền cho Dương Ân. Nhưng bọn họ đòi những 150.000, giờ cô làm gì có ngần ấy tiền, mà dù có đi chăng nữa thì cô cũng không đời nào trả cho Dương Ân. Vì cô và Sở Bắc đã cho Dương Ân tiền hai lần rồi. Bây giờ nếu cô còn trả tiền hộ cậu ta nữa thì sau này chắc chắn Dương Ân còn gây hỏa tiếp với mức độ còn khủng khiếp hơn. Dương Ân xem ra mày không có vị trí gì trong lòng chị họ mày rồi người ta không chịu trả tiền cho mày đâu giờ phải làm sao đây một gã thanh niên mặc áo đỏ dẫn đầu hầm hừ nhìn dương ân hỏi dương ân tái mặt rồi nhìn lạc tuyết với vẻ van nài chị tiểu tuyết chị nể mặt mẹ em giúp em nốt lần này đi em thề là chỉ một lần này nữa thôi sau này chắc chắn em sẽ không bao giờ vay tiền chị nữa xong cậu ta vừa nói dứt câu thì lạc tuyết đã bật cười Cô giận dữ chỉ tay vào cửa hàng đồ chơi bị quậy tanh bành rồi nghiêm giọng nói, cậu có biết tôi tốn bao nhiêu tiền để mở cửa hàng này không? Bây giờ, cậu lại dẫn đám này đến đây gây rối cậu có biết tôi vừa tổn thất bao nhiêu tiền không? Vậy mà cậu còn mặt dày xin tôi trả tiền cho cậu, cậu có còn liêm sỉ không hả? Nghe thấy thế, Dương Ân biến sắc mặt. Cậu ta cắn răng nói, nếu chị trả cho em ngay từ đầu thì họ đâu phá cửa hàng của chị. Thế rồi, Cậu ta đã quy hết trách nhiệm cho Lạc Tuyết. Chương 592 Lạc Tuyết tái mặt, bắt đầu thấy hoảng sợ. Cô khó tin nhìn Dương Ân rồi gào lên, thêm cả chỗ lúc sáng nữa là cậu có 300.000, thế mà đã tiêu hết rồi ư? Dương Ân lúng túng gật đầu. "Chị Tiểu Tuyết, nể tình em là em họ chị, chị trả giúp em đi, em xin chị đấy." Da mặt của Dương Ân dày siêu cấp vô địch. "Cậu xin tôi ư?" Lạc Tuyết cười lạnh sau đó chỉ vào đống đồ chơi đã bị đám thanh niên kia đập vỡ. Cậu bảo tôi trả tiền giúp cậu, thế ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất của tôi đây? Dương Ân nghe thế thì hé miệng, nhưng không biết nói gì. Đám thanh niên kia thấy thế thì lập tức tỏ vẻ mất kiên nhẫn. "Thôi, tao không rảnh nghe chúng mày cái cọ, trả tiền mau, không thì ông sẽ đập nát cái quán này." Lạc Tuyết biến sắc mặt, sau đó nổi giận nhìn người thanh niên áo đỏ rồi nói: dương ân nợ tiền các người thì các người cứ đòi nó tại sao lại tới gây sự với tôi gã thanh niên áo đỏ bật cười rồi tùy ý nhìn lạc tuyết từ đầu xuống chân sau đó gã cười lạnh nói ai bảo cô là chị họ nó hơn nữa chính miệng nó đã nói là cô sẽ trả tiền cho nó rồi tôi không cần biết gì hết chỉ cần cô trả tiền thì bọn này sẽ lượn ngay tôi không có tiền lạc tuyết quả quyết nói không có tiền ư gã thanh niên áo đỏ lập tức xa sầm mặt không có tiền cũng không sao, tôi thấy cô cũng có chút nhan sắc, chỉ cần cô chịu đi chơi với bọn tôi thì tôi sẽ không xí xóa khoản tiền ấy. Gã vừa nói dứt câu thì đám côn đồ phía sau lập tức nhìn Lạc Tuyết hao háu. Lạc Tuyết tái mặt, bắt đầu thấy hoảng sợ. Đừng có mơ, các người mà không đi là tôi la lên đấy. Gã áo đỏ tỏ vẻ coi thường, cứ tự nhiên, để tôi xem có ai đến cứu cô không. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết bắt đầu thấy tuyệt vọng. Cô căm ghét nhìn Dương Ân rồi nói, "Dương Ân, cậu gây chuyện ở ngoài, tại sao lại bắt tôi phải gánh hộ?" Dương Ân chỉ biết im lặng. Chương 593, "Hôm nay bọn mày đến đây là vì muốn tiền." Đúng lúc này, chợt có một giọng nói lạnh băng vang lên. "Các người động vào cô ấy thử xem." Nghe thấy giọng nói đó, tên áo đỏ lập tức sững người. Ngay sau đó, gã bỗng thấy sợ hãi và lạnh toát người một cách kỳ lạ gã cảm nhận được một sự nguy hiểm khủng khiếp từ giọng nói ấy sở bắc trong lúc đám thanh niên đang thấy khiếp sợ lạc tuyết đã hô lên với vẻ vui mừng người đó chính là sở bắc thấy anh một cái là cô chạy thẳng tới ngay chỉ ở cạnh anh cô mới thấy an toàn lạc tuyết vội rúc vào lòng sở bắc rồi bật khóc nức nở nghe thấy chuyện của lạc tuyết trong lòng sở bắc chợt trở nên lạnh lẽo anh an ủi lạc tuyết một lúc sau đó nói đã xảy ra chuyện gì Lạc Tuyết ngẩng đầu, âm thanh nghẹn ngào kể lại đại khái những chuyện vừa xảy ra lúc nãy cho Sở Bắc. Sở Bắc nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên đầy hung tàn. Anh xoay người hướng về phía mấy tên côn đồ, lạnh giọng hỏi, "Là bọn mày đập phá tiệm của vợ tao?" Nhìn Sở Bắc, vẻ mặt mấy tên côn đồ lập tức thay đổi. Sau đó, ánh mắt bọn chúng đột nhiên trở nên cay độc. Bởi vì theo ý bọn chúng nếu hôm qua sở bắc giúp Dương Ân lấy ra 180.000 kia thì bọn chúng đã không bị phá sản rồi. Mọi chuyện đều là vì sở bắc nên mới khiến bọn chúng không chỉ mất mặt mũi, mà còn phải bồi thường không ít tiền. Đúng như câu nói, kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu. Lúc này mấy tên côn đồ nhìn sở bắc, tất cả đều bật cười. Thanh niên áo đỏ đi đến trước mặt sở bắc, giọng điệu vinh váo hung hăng nói, không ngờ, cái tên mù như mày mà lại có cô vợ đẹp như vậy, mày đến cũng đúng lúc, Lấy tiền ra đi, các anh em cũng không yêu cầu gì, chỉ cần đưa tiền cho bọn tao, bọn tao lập tức rời đi. Nghe thấy lời của thanh niên áo đỏ, Sở Bắc khẽ nhíu mày. Hôm nay bọn mày đến đây là vì muốn tiền. Thanh niên áo đỏ lập tức nổi giận. Nếu ông mày không phải đến đòi tiền thì chạy đến đây làm gì? Lãng phí thời gian sao? Sở Bắc không nói gì mà quay người nhìn Dương Ân. Chương 594, cậu cảm thấy lời cậu nói thì tôi tin được sao? nghĩ đến đây, cậu ta hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói, "Sở Bắc, anh khuyên chị Tuyết đi, xem như một lần cuối của tôi. Tôi cam đoan sau này sẽ không đòi tiền hai người nữa." Một lần cuối cùng. Nghe thấy lời của Dương Ân, Sở Bắc cười lạnh trong lòng. Kiểu người như Dương Ân và Chu Lệ mẹ cậu ta căn bản không có lời nào đáng tin, lời người như thế nói tuyệt đối không thể tin tưởng. Bởi vì anh đã thấy quá nhiều lần nuốt lời từ Dương Ân và Chu Lệ rồi. Người như vậy bất luận là im lặng hay thể thốt mở miệng ra thì hoàn toàn không có trách nhiệm gì bởi vì đối với họ chỉ cần có thể giành được lợi ích cho bản thân thì danh dự và mặt mũi hoàn toàn không cần đến dương ân thấy sở bắc không nói gì thì lập tức gấp gáp sở bắc anh tin tôi một lần đi tôi cam đoan đây là lần cuối cùng qua lần này sau này tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền sẽ không làm phiền mọi người nữa sở bắc lắc đầu sáng nay không phải tôi vừa cho cậu mượn 150.000 rồi sao, lấy tiền đó ra trả cho bọn chúng không phải là được rồi sao? Nghe thấy lời này của Sở Bắc, ánh mắt Dương Ân lộ ra vẻ không tự nhiên. Cậu ta ấp úng nói, "Tiền đó, tôi tiêu rồi." "Tiêu rồi?" Sở Bắc lập tức ngây người, ngay sau đó, vẻ mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Chưa đến một ngày mà cậu lại nói với tôi anh đã tiêu hết 150.000. Sở Bắc lạnh giọng chất vấn: Dương Ân gật đầu, cắn răng nói tôi, tôi nhìn chúng một chiếc xe, hôm nay tôi đã dùng tiền đó mua xe rồi. Cái gì? Mua xe? Sở Bắc vẫn chưa kịp phản ứng lại, Lạc Tuyết thoáng chốc đã trừng mắt há miệng. Lúc sớm nay, Dương Ân và Chu Lệ còn nói muốn mượn chút tiền dùng để tìm việc, nhưng bây giờ, họ lại đi mua xe sao, đúng thật là quá đáng. Càng nghĩ trong lòng càng tức giận, Lạc Tuyết không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Dương Ân lúc các người mượn tiền tôi, không hề nói là muốn lấy tiền mua xe, bây giờ cậu nhất định phải nói rõ cho tôi. Vẻ mặt Dương Ân chợt thay đổi. Lúc này, cậu ta mới ý thức được vừa rồi bản thân đã lỡ miệng rồi. chương 595 thứ tạp trùng. Thế nhưng ngay lúc này, thanh niên áo đỏ đột nhiên lao đến, một chân đá vào mông cậu ta. Dương Ân đứng không vững, thét lên một tiếng rồi lập tức ngã xuống đất. Dương Ân, mẹ nó dám đùa giỡn ông đây sao? không phải mày nói chị họ này sẽ thay mày trả tiền tôi sao bây giờ nói thế nào thanh niên áo đỏ căm giận nhìn dương ân hung hăng nói cùng lúc ấy thanh niên áo đỏ cũng đưa tay ra hiệu với mấy tên côn đồ chỉ thấy mấy tên côn đồ kia thoáng chốc thay đổi vẻ mặt hung hăng vây dương ân lại thứ tạp chủng hoặc là trả tiền hoặc là mấy thằng anh đây hôm nay sẽ phế mày tự mày chọn đi cảm nhận được ác ý từ trên người thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ Dương Ân đã sợ rồi. Cậu ta cắn răng cắn lợi, vội nói, mấy anh cho tôi thêm 10 phút, nhất định tôi sẽ bảo bọn họ giúp tôi trả tiền. Ánh mắt mấy tên côn đồ đồng thời nhìn thanh niên áo đỏ. Thanh niên áo đỏ cười lạnh một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Được, coi như nể mặt người quen, hôm nay ông đây lại tin mày một lần, qua 10 phút, nếu bọn chúng còn không trả tiền, đừng trách ông đây không nói lý nể tình. Dương Ân vội gật đầu cười nịnh sau đó cậu ta quay sang nhìn lạc tuyết ánh mắt mang theo vẻ cầu xin chị tuyết nể mặt mọi người là họ hàng hôm nay chị thương xót em đi giúp em một lần cuối cùng đi lạc tuyết lạnh nhạt lắc đầu cậu bớt cái bộ dạng này đi tôi nói cho cậu biết đừng nói tôi không có tiền cho dù có tôi cũng sẽ không giúp dương ân và mẹ cậu ta cứ hai lần ba bận quấn lấy đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi với bọn họ quá rồi nghe thấy lời của lạc tuyết dương ân ngây người còn muốn nói gì đó nhưng chưa đợi cậu ta lên tiếng thì lạc tuyết đột nhiên quát lên dương ân cậu đủ rồi cậu xem xem tiệm của tôi đã bị bọn chúng phá thành cái dạng nào rồi bây giờ cậu còn có mặt mũi tìm tôi đòi tiền tôi nói cho cậu hay bây giờ một đồng hay một cắc gì tôi cũng sẽ không cho nói đến đây cô quay người nhìn mấy tên côn đồ kia các anh đập phá tiệm tôi toàn bộ tổn thất tiệm tôi các anh bắt buộc phải bồi thường cho tôi Thanh niên áo đỏ nghe thấy lời của Lạc Tuyết, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Chương 596, các anh, các anh thật quá đáng. Bồi thường. Thanh niên áo đỏ cười lớn một hồi, vẻ mặt hắn ta cười nhạo nhìn Lạc Tuyết, ánh mắt tươi cười mang theo vẻ lỗ mãng. Muốn bồi thường đúng không? Được thôi, đến khách sạn với anh đây, anh đây sẽ bồi thường hậu hĩnh cho. Nói đến đây, hắn ta chỉ vào mấy tên côn đồ đi cùng mình, hung hăng cười một tiếng còn có mấy cậu anh em của tao, bọn họ sẽ bồi thường cho ra trò. Thanh niên áo đỏ vừa dứt lời, mấy tên côn đồ phía trước cũng đều cười nham hiểm. Đại ca nói không sai, chỉ cần cô đi khách sạn với chúng tôi, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô ra trò. Chật chật, anh đây không đợi kịp nữa rồi. Nếu cô có gan thì cứ đi theo chúng tôi đi. Nghe thấy những lời dơ bẩn của thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ kia, vẻ mặt lạc tuyết trở nên trắng nhợt, tức đến run người. Các anh, các anh thật quá đáng." Lạc Tuyết chỉ vào mấy người bên thanh niên áo đỏ, tức giận nói. "Quá đáng?" Nghe thấy lời của Lạc Tuyết, vẻ mặt tươi cười của thanh niên áo đỏ bỗng biến mất, trở nên u ám hơn. "Mấy anh đây bị cái thứ tạp chủng Dương Ân lừa một trăm mấy chục nghìn tệ, bây giờ cô muốn chúng tôi bồi thường, thật sự nghĩ anh em chúng tôi ăn chay à?" Nghe thấy lời của thanh niên áo đỏ, Lạc Tuyết cắn răng cắn lợi, lớn giọng nói, "Người nợ tiền các anh là Dương Ân." không liên quan gì đến tôi oan có đầu nợ có chủ tại sao các anh lại muốn tìm tôi thanh niên áo đỏ không nói gì vẻ mặt u ám đi đến trước mặt dương ân một tay kéo dương ân lên từ dưới đất dương ân mày đến nói cho cô ta biết tại sao bọn tao lại đến tìm cô ta dương ân run rẩy trong lòng vẻ mặt đầy sợ hãi dương ân khổ sở nhìn lạc tuyết cầu xin nói chị tuyết xem như em cầu xin chị đi chị cứ giúp em trả tiền này đi nếu không trả tiền thì bọn họ sẽ đánh chết em đấy. Đối với cầu xin của Dương Ân, Lạc Tuyết lại quay đầu đi, trực tiếp bỏ qua. Dương Ân thấy vậy thì biết Lạc Tuyết đã quyết tâm không giúp mình rồi, sắc mặt bất giác trở nên trắng nhợt. Thanh niên áo đỏ ở bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt u ám nhìn Dương Ân, cười lạnh một tiếng. Chương 597, làm theo lời cô ấy nói. Cô không ngờ Dương Ân lại thẳng thừng quỳ với cô như vậy. Tuy ngoài miệng cô nói không giúp nhưng cô cũng biết, nếu Dương Ân làm ầm ĩ chuyện này đến chỗ mẹ cô, người chịu thiệt vẫn lại là cô. Thế nhưng, đối phương lại muốn 150.000 chứ không phải 15.000 thôi đâu, hơn nữa những người này còn đập phá tiệm cô, chỉ trong chốc lát thế này, cô cũng không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến đây, cô nhìn Dương Ân, vẻ mặt đành chịu nói, "Bây giờ tôi thật sự không có tiền, cho dù tôi muốn giúp cậu thì tôi cũng có lòng mà vô lực." Nghe thấy lời của Lạc Tuyết, Dương Ân ngây người, sau đó, cậu ta đảo mắt, chỉ vào sở bác, nói chị Tuyết, cho dù chị không có tiền, sở bác chắc chắn có tiền, chị giúp em nói tốt vài câu để sở bác giúp em trả tiền đi. Thấy Dương Ân lại chuyển mục tiên sang sở bác, vẻ mặt lạc tuyết lập tức trở nên khó coi. Sở bác vừa mới mua xe, bây giờ căn bản không còn bao nhiêu tiền, cậu đừng chuyển mục tiêu sang anh ấy nữa. Nói xong, không đợi Dương Ân nói gì, cô quay người nhìn thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ, nếu các anh còn muốn tiền thì đi tìm Dương Ân đi, bây giờ, xin các anh bồi thường tổn thất cho tiệm tôi. Mấy người thanh niên áo đỏ vẫn còn mang theo bộ dạng hóng chuyện, lúc này nghe thấy lời của Lạc Tuyết, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Cô muốn bồi thường đúng không? Được thôi, vậy cô nói xem, muốn chúng tôi bồi thường bao nhiêu tiền? Vẻ mặt thanh niên áo đỏ châm chọc nhìn Lạc Tuyết hỏi. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nói, hàng tôi nhập vào, còn có đồ trang trí trong cửa hàng tốn hết chừng 100.000 rồi, các anh bồi thường cho tôi 100.000 là được rồi. Cái gì? 100.000. Lạc Tuyết vừa nói xong, một tên côn đồ tóc vàng sau lưng thanh niên áo đỏ khoa trương thốt lên. Tiệm đồ chơi nát này của cô mà muốn chúng tôi bồi thường 100.000. Cô chiêu à, cô không nhầm chứ? Người này vừa nói xong, một tên côn đồ khác lại nói theo, đúng vậy, chỉ chút đồ chơi nát này, muốn lấy của bọn ta 100.000 đúng thật không biết ai cho cô em cái gan này. Nghe thấy lời mấy tên côn đồ này, vẻ mặt lạc tuyết trở nên tái mét. Thực tế, để mở cửa tiệm này, hiện tại cô đã tiêu hết không chỉ 100.000. chương 598 có phải chán sống rồi hay không? Danh con, vừa nãy mày nói gì, nói lại lần nữa, ông đây nghe không rõ. Lời của hắn ta lập tức khiến mấy tên côn đồ sau lưng cười vang một trận. Thế nhưng, đối mặt với trận cười của bọn họ, sở bác chỉ cười nhạt. Cho bọn mày một cơ hội, trong vòng một phút, bồi thường cho vợ tao, sau đó quét dọn tiệm cho sạch sẽ, sau đó thì bọn mày có thể rời đi. Nghe thấy lời của sở bác, thanh niên áo đỏ ngừng cười, vẻ mặt lập tức trở nên u ám. Thằng hôn, mày nghĩ mày là ai mà dám nói với ông đây như vậy? Hôm nay ông đây sẽ dỡ cái tiệm này luôn, đừng nói là một phút, cho dù một trăm phút, một ngày hay một năm, ông đây cũng sẽ không bồi thường, Ông đây muốn xem xem, mày có thể làm gì được ông đây. Mấy tên côn đồ sau lưng cậu Tư cũng bấn cợt hùa theo, nói mấy lời đe dọa và khó nghe. Sở Bắc nghe vậy, im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt lắc đầu. Cơ hội tao đã cho rồi, nếu bọn mày đã không muốn, vậy đừng trách tao không khách sáo. Không khách sáo. Nghe thấy lời của Sở Bắc, mấy người thanh niên áo đỏ lập tức cười lớn. Bọn họ cười rất hống hách, ánh mắt nhìn Sở Bắc như thể đang nhìn một tên ngốc danh con tao lại muốn xem thử mày không khách sáo với tụi này thế nào mấy người thanh niên áo đỏ đều mang theo vẻ mặt thản nhiên không lo sợ bọn mày sẽ biết ngay thôi nói xong sở bắc lập tức lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại thế nhưng ngay lúc này một tên côn đồ cường tráng sau lưng thanh niên áo đỏ lập tức lao lên muốn cướp điện thoại trong tay anh nhóc con không được mấy anh đây cho phép ai cho mày cái gan gọi điện thoại thế hả tên lưu manh kia hung ác giống lên đưa tay muốn cướp điện thoại di động trong tay sở bắc sở bắc cẩn thận lạc tuyết nhìn thấy cảnh này thì giật nảy mình vội vàng nhắc nhở nhưng đúng lúc này sở bắc giơ gậy trúc trong tay lên hung hăng đập vào cánh tay tên lưu manh kia a à, tên lưu manh kia vốn đang cười gần đưa tay về phía điện thoại di động trong tay sở bắc lúc này đột nhiên bị sở bắc dùng gậy trúc đập cho một phát lập tức hét lên thảm thiết tỏ vẻ đau đớn ngồi trồm hổm trên mặt đất kêu rên. Thanh niên áo đỏ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. chương 599 ra tay thật ác cho tao. Tao nói rồi, vừa rồi tao đã cho bọn mày cơ hội, nhưng bọn mày không biết trân trọng, bây giờ, bọn mày phải hứng chịu cơn giận của tao. Cơn giận của mày. Thanh niên áo đỏ giận quá hóa cười, hừ lạnh một tiếng, đánh anh em của ông đây, lại còn dám lên tiếng uy hiếp ông đây, mày quả nhiên rất ngông cuồng nói đến đây thanh niên áo đỏ đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng trong mắt hắn ta lộ vẻ tàn nhẫn chỉ là không biết thực lực của mày có lợi hại giống như sự ngông cuồng này của mày hay không nói xong hắn ta giơ tay lên ra hiệu với mấy tên lưu manh sau lưng ngay sau đó chỉ thấy mấy tên lưu manh này đều vô cùng ăn ý gật đầu sau đó bọn họ cùng nhau tiến lên xông về phía sở bắc sở bắc anh cẩn thận chút những người này đều là dân liều mạng Lạc tuyết thấy vậy thì lo lắng nhắc nhở. Sở bắc mỉm cười, xua tay an ủi, yên tâm đi, mấy tên tôm tép nhãi nhép mà thôi, còn chưa xứng được anh để ý tới. Nói xong, anh cũng xông về phía mấy tên lưu manh. Con mẹ nó, các anh em, nhóc con này đủ ngông cuồng, ra tay thật ác cho tao. Một tên trong đám lưu manh nhìn thấy sở bắc lại chủ động xông về phía bọn họ, lập tức gầm lên giận dữ, trên khuôn mặt lộ đầy tàn ác độc địa. Thật ra không cần hắn ta nói, mấy tên lưu manh còn lại cũng tức giận ra tay độc ác với sở bắc. Sở bắc vốn còn muốn dơ cao đánh khẽ, nhưng giờ phút này, anh cảm thấy sát ý lạnh lẽo từ trên người mấy tên lưu manh, trong lòng lập tức gạt đi suy nghĩ nương tay. Anh giơ gậy trúc trong tay lên, không ngừng gõ xuống. Mỗi khi gậy trúc của anh vung ra thì sẽ có một tên lưu manh kêu thảm thiết ngã xuống mặt đất, đã mất đi khả năng hành động. Chưa đầy 30 giây, chỉ thấy mấy tên lưu manh vốn hung hăng hùng hổ đều ngã xuống mặt đất kêu rên thảm thiết mà sở bắc là người trong cuộc nhưng trên mặt vẫn không mảy may dao động vẫn là dáng vẻ nhẹ như gió mây thanh niên áo đỏ thấy cảnh này sắc mặt âm trầm đến cực điểm trong ánh mắt hắn ta nhìn sở bắc cũng lộ ra sợ sệt nhưng mà chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong lòng khiến hắn ta chống đỡ không quỳ xuống cầu xin sở bắc sở bắc không để ý mấy tên lưu manh nằm dưới đất mà đưa mặt về phía thanh niên áo đỏ. "Đàn em của mày đều nằm ở đây, có phải bây giờ đến lượt mày rồi không?" "Trương 600 Sở Bắc chỉ là một tên mù lòa mà thôi." Sở Bắc cười nhạt, chỉ vào cửa hàng đồ chơi lộn xộn. "Bọn mày đập cửa hàng của vợ tao thành thế này, giờ lại muốn rời đi như vậy, nghĩ êm quá nhỉ?" Sắc mặt thanh niên áo đỏ cứng lại, thoáng nhìn cửa hàng đồ chơi, trong lòng hối hận xanh ruột. Nếu sớm biết Sở Bắc không dễ chọc vào như vậy, đánh chết hắn ta cũng không để những tên lưu manh này đập phá cửa hàng bây giờ hắn ta đã là đâm lao phải theo lao rồi dương ân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này lập tức sợ ngây người dù thế nào cậu ta cũng không ngờ sở bắc bình thường trông khúm na khúm núm không thích nói chuyện thế mà lại lợi hại như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cậu ta quả thật không thể nào tin nổi tất cả những gì trước mắt đều là sở bắc làm phải biết sở bắc chỉ là một tên mù loà mà thôi một tên mù loài lợi hại như vậy, điều này khiến cậu ta thật sự khó mà giải thích được. Nhưng ngay sau đó, thoáng nhìn mấy tên lưu manh nằm dưới đất, con người của cậu ta đảo một vòng, sau đó lớn tiếng gào với thanh niên áo đỏ. Có nhìn thấy không, anh ta chính là chồng của chị họ tôi, nếu như sau này anh còn muốn tìm tôi đòi tiền, tôi sẽ bảo anh để tôi xử lý các anh. Thanh niên áo đỏ thay đổi sắc mặt, hắn ta không ngờ Dương Ân lại vô sỉ như vậy. Nhưng có một điều Dương Ân nói không sai, Sở Bắc là anh rể của cậu ta, nếu như Sở Bắc thật sự muốn che chở Dương Ân, hắn ta cũng không có cách nào. Nếu đã như vậy, còn không bằng bán cho Sở Bắc một ân tình. Nghĩ đến đây, hắn ta tỏ vẻ nịnh nọt nhìn Sở Bắc, nói, nếu Dương Ân đã là em họ của mày, vậy nợ nần giữa tao và cậu ta xóa bỏ. Dương Ân nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vừa rồi cậu ta cũng chỉ ôm ngựa chết coi như ngựa sống, nhưng cậu ta không ngờ một chiêu này lại có hiệu quả như vậy. Cậu ta thoáng nhìn sở bắc, lần đầu tiên cảm thấy sở bắc trông thuận mắt như vậy. Nhưng mà, không đợi cậu ta vui vẻ bao lâu, sở bắc lại lắc đầu, nói một câu khiến cậu ta sụp đổ. Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, tranh chấp giữa các anh tự các anh giải quyết, tôi sẽ không nhúng tay vào. Thanh niên áo đỏ sừng sốt, ngay sau đó cũng hiểu rõ. Xem ra, quan hệ giữa Dương Ân và người anh rể này cũng không được tốt lắm. Nếu không, sở bắc cũng không nói lời như vậy. Nghĩ đến đây, hắn ta nhìn Dương Ân với ánh mắt không tốt. Dương Ân thấy vậy, trong lòng chợt run lên, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cậu ta không ngờ sở bắc lại không hề nể tình như vậy. Sở bắc, anh, càng nghĩ càng giận, cậu ta nhìn sở bắc, nói một câu như vậy. Nhưng đúng lúc này, sở bắc lại lên tiếng trước. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 600.